Xin chào anh em. Thì hôm nay mình giới thiệu với anh em là cái bộ đồ nghề để mình khui mấy trái sầu riêng này ha. Thì ở đây mình có là một cái cặp bao tay chống cắt của thương hiệu 3M nè, và một cái máy cắt gung của thương hiệu Inco ha. Máy này thì nó sẽ sử dụng pin là 20V nè. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình khui mấy cái sầu riêng này để dành mình ăn dần dần ha nè. Hiện tại ở đây thì mình có hai loại sầu riêng, là bên đây hai trái sầu riêng này nè là sầu riêng G6, và hai trái sầu riêng này là sầu riêng Monthon ha. Thì mình sẽ khui sầu riêng G6 ra thử xem coi như thế nào nha anh em. Ở đây thì trái này khá là bự luôn nha. Wow. Thì sầu riêng này nó là sầu riêng vườn chín cây á. Mình có bà chị mà có vườn sầu riêng nè, bả lựa cho mình là những cái sầu riêng rụng với là chín cây đó, thì mình không có sợ mà bị nhúng thuốc hay nè. Thì hiện tại ở đây mình có cái cân nè, sẽ cân thử xem coi cái trái sầu riêng của mình nó nặng là bao nhiêu ha. Rồi thì tổng trọng lượng của cái trái sầu riêng này nó sẽ là 4,3 kg ha. Wow. Rất là nặng ha anh em. Bây giờ thì mình sẽ lôi nó ra mình khui xem như thế nào luôn nha. Ở đây thì mình sẽ chuẩn bị là một cái thố nè, và mình để lên đây mình bấm cho cái này nó về số 0 nè, để mình coi thử coi với 4,3 kg thì sẽ ra được là bao nhiêu ký muối, để cho anh em dễ hình dung luôn nha. Cái này thì đầu tiên thì mình sẽ đeo cái bao tay này vô để cho nó đừng có bị gai sầu riêng đâm ha anh em. Đó, bao tay này thì bao tay chống cắt, hàng này là của thương hiệu 3M nè, đồ Mỹ ha anh em, xài nó khá là chất lượng luôn á. Anh em nào mà sử dụng mà kiểu như mình đi làm những công trình có những cái đồ mà nó dễ gây sát thương đó, anh em có thể là trang bị cái bao tay này nè, mình xài cho được an toàn ha. Đó, wow. Ngon làm được nha. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình khui ra nha. Cái máy này thì anh em chỉ việc mình bấm vô đây nè. Đó, và ở dưới đây nó sẽ có cái điều tốc nè, anh em có thể mình chỉnh từ nhỏ cho tới lớn được ha. Đó, nhẹ nè, rồi chỉnh lên dần dần nè. Khá là mạnh luôn nha. Thì hôm trước mình mua cái này về nè, mình cũng có quay một cái clip chi tiết cái máy này nè. Anh em nào mà chưa có xem đó thì mình sẽ để cái đường link ở trên đây, anh em nhấp vào đó tham khảo chơi cho vui ha. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình khui trái sầu riêng này ra. Ok, bây giờ thì mình sẽ tách nó ra ha. Đây sẽ là bên trong trái sầu riêng ha anh em. Wow. Nhìn cũng rất là ngon luôn ha. Bây giờ mình sẽ chút qua đây để xem coi nó được bao nhiêu nha. Mình đọc ở đây đi. Nè, anh em nhìn thấy nè, rất là đã luôn ha. À, ngon lành luôn nha. Rồi, tiếp tục luôn. Quá bự luôn ha. Mấy muối ta? 1, 2, 3, 4 muối hả? Tiếp tục luôn. Thì tổng cộng là ở bên trong cái cơm sầu riêng của mình thu được nó sẽ là 757g ha. Thì ở đây anh em nhìn thấy nè, cái cơm sầu riêng của nó nhìn cũng khá là ngon luôn nha. Rồi thì mình sẽ khui tiếp cái trái sầu riêng băng thông coi coi nó như thế nào nha anh em. Ở đây thì mình sẽ lựa cái trái sầu riêng trái bự đi ha. Mình sẽ cân xem coi coi trọng lượng của nó là bao nhiêu ha. Và tổng trọng lượng của trái này nó sẽ là 4,441g ha. Bây giờ mình sẽ khui ra để xem coi cái cơm của nó sẽ là bao nhiêu ha anh em. Cái loại này thì nó sẽ khác với cái loại kia nha.
thì cái trái này mình thấy là nó hơi cứng hơn so với cái trái ghi 6 hồi nãy đó. Bây giờ mình sẽ tăng lên cho nó mạnh lên xíu nha. Đó. Ồ, khá là cứng luôn nha. Cái này mà xài dao luôn chắc khui hay bị mệt luôn á. Ok, bây giờ thì mình sẽ test ra thử xem coi như thế nào nha anh em. Wow, muối sầu riêng rất là bự luôn ha. Thì cái loại măng thông này mình nhìn thấy hình như là cái màu của nó là nó hơi nhạt so với sầu riêng ghi 6 ha. Nè, anh em nhìn thấy nè, bên đây thì cái màu đậm nè, và bên đây thì cái màu nó sẽ tươi hơn nha. Và cái muối của nó hình như là mình thấy là nó dài sọc luôn ha anh em. Thì bây giờ mình sẽ bỏ vô trong đây để xem coi là cái muối của nó sẽ được là bao nhiêu nha. Mới nãy hình như là 4 kg 44. Bây giờ mình sẽ để không không này nha. Đó. Mình cứ bỏ nó vô. Wow. Cái muối rất là bự luôn ha. Đó. Rồi, có sự trợ giúp cái đi. Đó, dịch xuống giùm anh coi. Đây, bên đây luôn. Wow, nhìn cũng khá là ngon ha. Đó. Rồi, tiếp tục xem cho nó còn miếng nào không nha. Bên đây nè. Wow. Cái này mình gọt ra sẵn đó, bởi vậy mình lột ra rất là dễ dàng luôn ha. Đó. Rồi, trong đây có còn muối nào không? Wow. Có thêm một muối khá là bự luôn nha. À, không biết đủ chỗ để không ta. Được rồi ha. Ok, ngon lành. Thì tổng trọng lượng mà cái cơm của mình thu được là 1 kg 220 g luôn ha. Wow. Rất là nhiều ha anh em. Thì anh em nhìn thấy là mới nãy cái trái mới nãy nè thì nó được nhiêu đây, còn cái trái này nó được quá trời nhiều luôn nha. Thì sẵn bây giờ mình còn hai trái nhỏ nè, bây giờ thì mình sẽ khui ra luôn xem như thế nào luôn nha. Thì bên đây nó là trái ghi 6 nè, và bên đây nó là trái mông thon ha. Giờ mình khui cái trái ghi 6 ra ha anh em. Đó. Cái này thì mình sẽ cân lại xem coi nó là bao nhiêu nha. Đó, thì tổng trọng lượng của trái này nó sẽ là 3 kg 239 ha. Yeah.
Thì cái trái sầu riêng ghi sáo này nè, mình thấy là mình khui rất là dễ ha, hơn mà mình khui sầu riêng măng thông này nhiều dữ lắm hết em. Cái này thì nó khá là mềm nè, bây giờ thì mình sẽ quét nó ra ha. Wow. Ở đây nó sẽ là cái cơm sầu riêng của mình nha. Bây giờ thì mình sẽ cân thử để xem coi 3,2 kg thì nó sẽ được là bao nhiêu cái gột ha anh em. Bây giờ thì mình sẽ để sầu riêng vô. Đó, dứt ra giùm mình cái. Rồi, tiếp tục luôn ha. Tiếp tục bên đây luôn. Mình mới nãy mình test ở ngoài nè, bởi vì mình khui ở đây cho nó dễ nha. Không biết trong đây có không ta? Ồ, trong đây cũng có luôn nè. Trong đây nó ẩn vậy đó, nó đâu thấy đâu. Đó, khui ra thử đây. Ok, tiếp tục. Thì tổng trọng lượng là cái trái nhỏ này mình thu được sẽ là 700g ha. Hình như là cái gột này mình thu là nó cũng gần như là trái bự ha anh em. Cuối cùng thì mình sẽ xử luôn cái trái măng thông này cho coi làm sao nha. Ngay khúc này nó hơi bị cứng rồi nha. Cái này thì mình sẽ tăng nó lên. Đó. Ok, bây giờ thì mình sẽ khui ra xem như thế nào luôn nha. Wow. Cái muối cũng khá là bự nha nè. Rồi, bây giờ mình sẽ móc cái này ra coi. Cái này cái miếng nhỏ nhỏ nè. Bên đây luôn. Wow, nhìn thấy cái cơm rất là ngon ha, thơm phức luôn à. Cái này là chín mềm nè. Rồi, tiếp tục luôn. Cái này mình gọt ra sẵn rồi đó, bởi vậy mình khui rất là dễ luôn. Hết rồi, cái đó hết rồi. Đây thì mình khui từ ngoài đây, khui vô. Wow. Rất là đã luôn nha. Ok, ngon lành. Thì tổng trọng lượng của cái này nó sẽ là 820g ha. Wow. Rất là nhiều hết em. Và đây sẽ là toàn bộ là những cái cơm sầu riêng mà mình thu được ha. 4 trái sầu riêng nha anh em. Ở đây thì mình đã gom lại là 2 trái sầu riêng ghi sáo thì mình gom vô đây nè. Và 2 cái sầu riêng măng thông thì mình để ở đây nha. Thì bây giờ mình sẽ nếm thử để xem coi nó có ngon không nha anh em. Đầu tiên thì mình sẽ ăn thử cái miếng sầu riêng măng thông này ha. Đó. Rồi thì mình mời anh em ăn thử coi như thế nào nha. Quá ngon luôn em ơi. Rất là đã luôn nha. Thì cái trái sầu riêng này nè, mới nãy mình ăn thử cái khúc mới nãy đó, nguyên cục mới nãy đó,
là nó không có một miếng hột nào hết trơn nha. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử cái sầu riêng ghi sáo này coi như thế nào nha. Ở đây thì mình sẽ lấy cái muối mập mập này đi ha. Đây là cái muối ghi sáo anh em, mình sẽ quất thử coi sao. Wow, cũng rất là đã luôn ha. Cái mùi vị đó thì nói chung là hai trái nó đều ngon, như là mỗi trái nó ngon khác nhau nha anh em. Anh em nhìn thấy là ở trong nó cũng có cái hộp, nhưng mà cái hộp nó rất là nhỏ luôn ha. Nè, anh em nhìn thấy nè. Thì anh em nào có nhu cầu mà mình sử dụng cái máy này nè để mình test sầu riêng hoặc là mình làm những công việc khác đó, thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả, anh em nhấp vào đó để tham khảo ha. Thì anh em nào thấy video hữu ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì ấn như nút đăng ký bên đây, gần nút cái chuông, khi nào có video mới thì anh em mình cùng giao lưu ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video, chúc anh em một ngày vui vẻ nha. Bye bye.